Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã ký tờ trình gửi Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng VAT. Theo dự thảo nghị quyết được Chính phủ xây dựng để Quốc hội cho ý kiến xem xét điều chỉnh giảm thuế suất thuế VAT với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế suất 10%, trong đó cơ sở kinh doanh được áp dụng mức thuế VAT là 8% với hàng hóa, dịch vụ. Các cơ sở kinh doanh gồm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tính thuế VAT theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế VAT khi thực hiện xuất hóa đơn với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế VAT 10%.